Bất ngờ với bến đỗ mới của huấn luyện viên Park Hang-seo, một câu lạc bộ cực lạ. Động thái mới của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau nhiều đồn đoán, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể đã đạt thỏa thuận với một câu lạc bộ ở Việt Nam. Trong thời gian gần đây, có nhiều thông tin xuất hiện về tương lai của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam được cho là đã nhận nhiều lời mời từ các đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á, trong đó có Singapore, Indonesia và gần nhất là đồn đoán về việc cập bến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau tất cả, ông Park vẫn chỉ tập trung vào việc điều hành học viện bóng đá của mình. Tuy nhiên, động thái mới nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc nhiều khả năng đã đặt bút ký vào bản hợp đồng làm cố vấn cho câu lạc bộ Bắc Ninh. Trong ngày 17 tháng 1, ông Park cũng xuất hiện trong một sự kiện gặp mặt, chia sẻ về bóng đá cùng tập thể ban huấn luyện và cầu thủ câu lạc bộ Bắc Ninh. Câu lạc bộ Bắc Ninh dự kiến sẽ thi đấu ở giải hạng nhì quốc gia 2024. Cựu huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An Ngô Quang Trường sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Bắc Ninh. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng này sẽ chiêu mộ một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở V-League. Gương mặt đáng chú ý là cựu trung vệ U23 Việt Nam Đào Duy Khánh, từng thi đấu cho câu lạc bộ Quảng Nam, câu lạc bộ Than Quảng Ninh, câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng. Bên cạnh đó, cựu đội trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An Nguyễn Quang Tình cũng đã khoác áo câu lạc bộ Bắc Ninh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.